Trần Nhật Phong mến chào tất cả các khán giả ở khắp nơi trong chương trình Hilton Nhật Ký chiều ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California, 4 giờ 30 giờ California, tức là 6 giờ 30 giờ Houston, Texas. Hôm nay là ngày thứ tư, ngày 1 Tây tháng 7 năm 2020. Trước hết, cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày. Các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, chúng ta vẫn có hai đề tài mỗi một ngày. Trước khi đi vào các đề tài thì là phần bảo trợ của những người bạn. Đầu tiên là phần bảo trợ của luật sư Dina Nguyễn. Số điện thoại là 714-657-2425. Luật sư chuyên về luật di trú, luật gia đình và luật thương mại. Nếu quý vị ở trên 50 tiểu bang, có thể tham khảo luật di trú. Nếu quý vị ở California, có thể tham khảo thêm luật gia đình và luật thương mại. Đặc biệt, Thượng viện tối hôm qua đã thông qua cái gia hạn PPP cho tất cả các tiểu thương. Nếu quý vị gặp trở ngại với vấn đề xin số tiền PPP, có thể liên lạc với luật sư Dina Nguyễn và nhớ là thét cho luật sư tên của quý vị và nhu cầu của quý vị trước khi quý vị gọi, bởi vì quý vị gọi quá đông, luật sư không thể bắt phone kịp, do đó thét để tên và cái cần thiết của quý vị, bên luật sư sẽ gọi lại cho quý vị. Và số điện thoại 714-657-2425 và nhớ là thét cho luật sư. Phần bảo trợ thứ hai là phần bảo trợ của Wing Financial, công ty tài chính và thuế vụ. Mùa thuế năm nay, nếu như quý vị muốn đòi hỏi quyền lợi tối đa với sở thuế và thời hạn khai thuế 15 tây tháng 7 đã sắp hết hạn. Do đó quý vị nào chưa khai thuế có thể đi khai thuế ngay từ bây giờ. Và giới thiệu quý vị công ty Wing Financial 714-888-5666, 714-888-5666. Ngoài ra Wing Financial còn giúp cho quý vị vay tiền mua nhà, mua building, xây dựng tín dụng và sửa chữa tín dụng cho quý vị. Và phần bảo trợ kế tiếp là của nhà hàng Song Long. Mặc dù mới khai trương vào tuần trước nhưng mà ngày hôm nay sắc lệnh của thống đốc lại bắt đóng cửa và có thể chỉ có to go mà thôi. Quý vị có thể ghé qua nhà hàng Song Long 714-775-3724 nằm trên đường Bonsa ngay giữa trái tim của Lido Sài Gòn. Vào trang gieo đánh chữ Song Long Restaurant, quý vị sẽ có đầy đủ hình ảnh, số điện thoại và địa chỉ của nhà hàng Song Long 714-775-3724. Và phần bảo trợ cuối cùng là phần bảo trợ của nha sĩ Võ Ngọc Mỹ Hằng, tức là Centra Võ DDS, chuyên về nha khoa cho cả người lớn lẫn trẻ em. Nếu quý vị muốn cho bản thân của mình và người trong gia đình có được hàm răng trắng, khỏe, đẹp, cứng cáp, mọc đều, quý vị có thể giao phó trách nhiệm này cho nha sĩ Võ Ngọc Mỹ Hằng. Vào trang web đánh chữ Centra Võ DDS, quý vị sẽ có đầy đủ hình ảnh, số điện thoại và địa chỉ của văn phòng 714-890-9090, 714-890-9090. Và đó là phần bảo trợ của các người bạn. Và bây giờ thì chúng ta bắt đầu đi vào cái đề tài ngày hôm nay. Ok các bạn, trong 2 ngày qua, khi mà Trung Quốc đã áp dụng đạo luật an ninh lên lãnh thổ Hồng Kông và có hiệu lực ngay lập tức, tức là ngày hôm nay, ngày 1 tây tháng 7 là đã có hiệu lực, thì đã có cái sự phản ứng của cả cộng đồng quốc tế. Những phản ứng được xem là về ngôn ngữ trước, chưa có một cái, ngoại trừ Hoa Kỳ ra, chưa có một quốc gia nào có những cái hành động cụ thể hơn để mà đối phó với cái đạo luật an ninh mạng mà Trung Quốc áp đặt lên lãnh thổ Hồng Kông. Thì quý vị đã biết, Phong đã phân tích và đã nói chuyện về cái vấn đề này trong 2 ngày liên tiếp rồi. Tuy nhiên, cái câu hỏi mà chúng ta sẽ đặt ra, tại sao Anh và Liên hiệp Âu Châu lại tỏ ra suy yếu đối với Trung Quốc? Và ngay cả trong ngày hôm nay, trong một cái cuộc nghiên cứu mới nhất và được đưa ra bởi một cái tác giả có tên là Chuck Parton, OBE, được xem là một cựu nhân viên ngoại giao làm việc 22 năm tại Trung Quốc và đã viết một cuốn sách và đã lên tiếng cảnh báo rằng chính quyền của Anh đã tỏ ra suy yếu đối với lại Trung Quốc. Ngược lại thì Bắc Kinh đang sử dụng một cái chính sách mà ông này gọi là blind diplomacy, tức là mình tạm dịch là chính sách ngoại giao uy hiếp của Trung Quốc. Và trong đó thì vạch ra rất là những cái trò rất là rõ ràng mà Bắc Kinh sử dụng để uy hiếp nước Anh và để uy hiếp nhiều quốc gia tại Âu Châu. Và chuyện này thì chúng ta đã thấy được rất là rõ ràng trong cái phản ứng kể từ khi mà cuộc biểu tình xảy ra từ năm ngoái ở Hồng Kông, chứ không phải chỉ là cái đạo luật an ninh mạng đã được thông qua và có hiệu lực ngày hôm nay. Mà từ năm ngoái khi cuộc biểu tình bùng nổ
thì Liên hiệp Âu Châu lẫn Anh cũng đã có những phản ứng rất là yếu ớt so với Hoa Kỳ. Hoa Kỳ coi vậy mà có cái chính sách gọi là cứng rắn và mãnh liệt hơn và cụ thể hơn so với những quốc gia đó. Vậy thì trong cái bài phân tích ngày hôm nay, có lẽ chúng ta sẽ lướt qua về cái quan hệ của Trung Quốc và Anh Quốc với lại các quốc gia Âu Châu để xem như thế nào mà Trung Quốc tỏ ra suy yếu. Ok các bạn, để nói về cái này thì chúng ta phải lướt qua chút xíu về cái giai đoạn gọi là mở cửa của Trung Quốc. Ngay sau khi mà cái nhóm tứ nhân bang bị giật sập tại Trung Quốc sau cái chết của Mao Trạch Đông, thì Đặng Tiểu Bình đã lên nắm quyền toàn bộ nước Trung Quốc. Khi Đặng Tiểu Bình lên thì Đặng Tiểu Bình đã bắt đầu thay đổi, không còn giáo điều giống như cái chủ thuyết của Đảng Cộng sản nữa. Mặc dù vẫn giữ phần lớn cái hệ tư tưởng của Marxist, tức là của chủ nghĩa Cộng sản, nhưng mà Đặng Tiểu Bình đã thay đổi cái lề lối và thay đổi cái phương thức, cũng như là mở rộng ra và sẵn sàng thỏa hiệp với khối Tây Phương, không coi khối Tây Phương là thù địch của họ nữa. Và bắt đầu từ thời Đặng Tiểu Bình thì Trung Quốc bắt đầu mở cánh cửa ra bên ngoài. Khi Trung Quốc mở cánh cửa ra bên ngoài thì cũng là cái giai đoạn mà các quốc gia của Liên hiệp Âu Châu sau thời gian họ cảm thấy an toàn dưới sự gọi là hỗ trợ của Hoa Kỳ một cách mạnh mẽ. Tại vì trước giai đoạn này đó thì là cái cuộc chiến tranh lạnh khiến cho Âu Châu rất lo sợ, bởi vì cái khối Cộng sản nằm ngay bên cạnh của Âu Châu. Thứ nhất là Liên bang Nam Tư và thứ hai là nước Nga luôn đe dọa tới cái nền móng của Âu Châu. Cho tới khi mà bắt đầu, khi mà chiến tranh lạnh chấm dứt, tức là khối Cộng sản Đông Âu sụp đổ, và Đặng Tiểu Bình lúc đó cũng đã hết nhiệm kỳ và đã sắp đặt sẵn một cái lộ trình cho Giang Trạch Dân tiếp nối con đường gọi là phát triển kinh tế, thì lúc này là ở thập niên 90. Thì khi bước qua thập niên 90, khối Cộng sản sụp đổ, cộng thêm Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân lúc đó nắm quyền đã mở cánh cửa kinh tế ra, và Âu Châu thoát được cái họa Cộng sản từ cái đe dọa của khối Liên Xô, khối Nga Xô. Và lúc đó thì phía Âu Châu đã dễ thở hơn, nhưng cái mầm móng đe dọa của Liên bang Nam Tư vẫn nhắm vào họ, và họ vẫn sợ hãi một phần nào. Do đó bắt đầu từ năm 1992 trở đi thì bắt đầu là Âu Châu đã cùng với Hoa Kỳ, đặc biệt là Liên minh NATO, tấn công vào Liên bang Nam Tư để mà ngăn chặn cái tình trạng người Serbia thảm sát những dân tộc thiểu số. Và cuối cùng thì Liên bang Nam Tư, quý vị đã biết, đã biến mất khỏi bản đồ trên thế giới, thay vào đó là 7 quốc gia nhỏ. Coi như cái mầm móng đe dọa Âu Châu cuối thập niên 90 đã chấm dứt sau cuộc chiến tại Kosovo. Thì coi như là Âu Châu không còn cái mầm móng nào đe dọa ngoại trừ Liên bang Nga. Mà Liên bang Nga lúc đó là dưới thời của Yeltsin. Boris Yeltsin coi như là cũng đã thoát khỏi chủ nghĩa Cộng sản rồi. Bắt đầu Âu Châu lao vào cái gì? Lao vào cái gọi là làm ăn kinh tế và đáp ứng kịp cái chiến lược toàn cầu hóa mà Bill Clinton đã đưa ra. Đây là một trong những cái mà chúng ta nhắc lại chuyện cũ để chúng ta hiểu biết được, để chúng ta nhận rõ hơn tại sao bây giờ họ lại suy yếu như vậy. Và kể từ khi mà cái chiến lược toàn cầu hóa của Bill Clinton đưa ra, và rồi khối Cộng sản sụp đổ, Trung Quốc mở cửa, Liên bang Nam Tư đã bị tan rã, và Nga Xô lúc đó đang trong tiến trình của một nước dân chủ. Chưa đến, nó chưa thay đổi qua cái chế độ độc tài của Putin. Nhưng mà ít nhất là Âu Châu đã không còn bị đe dọa nữa. Và kể từ đó, họ bắt đầu lơ là cho vấn đề quốc phòng và tập trung phát triển kinh tế là chính. Và tập trung phát triển kinh tế này thì Âu Châu được xem là một cái khối rất là phức tạp, từng quốc gia. Trong lúc đó, thời điểm đó thì quý vị nhớ là họ có 28 quốc gia, bao gồm luôn cả Anh Quốc. 28 quốc gia trong Liên Hiệp. Trước đó thì không có nhiều, nhưng mà sau họ cho thêm Ba Lan, rồi họ cho thêm Cộng hòa Czech vào. Thì cuối cùng là Liên Hiệp Âu Châu làm 28 quốc gia. Thì khi mà Âu Châu đã bắt đầu thấy là an toàn cho mình rồi, thì họ ngay lập tức họ quên đi cái sự nguy hiểm của vấn đề quốc phòng và họ tập trung vào phát triển kinh tế. Và trong suốt 20 năm, có thể là cuối thập niên 90 cho tới bây giờ, Âu Châu đã phát triển rất nhiều. Kể cả họ làm ăn với Nga luôn nữa. Dưới thời của Yeltsin, thậm chí là đôi lúc họ còn muốn mời luôn cả Nga tham gia cuộc tập trận của NATO. Trong khi NATO lập ra là để đối phó với lại Nga. Mà bây giờ họ mời, cái thời điểm đó họ còn mời cả Nga tập trận luôn. Thì quý vị biết là lúc đó là phía Âu Châu phải nói là họ mỹ dân và họ thỏa hiệp rất nhiều với lại những cái quốc gia mà được xem là
mới phát triển và còn nằm trong cái vòng kềm tỏa của cái sự độc tài toàn trị. Mặc dù nước Nga lúc đó dưới thời của Yeltsin, và sau cái thời đại của Yeltsin thì tới cái thời đại của Putin thì nó trở nên độc tài hơn. Đấy là một cái bối cảnh mà chúng ta thấy từ 80 qua 90 cho tới đầu năm 2000. Ngược lại, bắt đầu dưới cái thời 90 khi mà Giang Trạch Dân thúc đẩy mở cửa kinh tế thì đã chiêu dụ rất nhiều những công ty Âu Châu, họ đi trước, họ đầu tư vào Trung Quốc. Họ đi trước Hoa Kỳ cầu cả 10 năm. Họ luôn luôn đi trước và họ đầu tư, họ chiếm lĩnh những cái ngành quan trọng nhất tại Trung Quốc mà Trung Quốc cho phép họ được tham gia, đặc biệt là ngành y tế. Ngành y tế được xem là một trong những cái ngành mà phía Âu Châu luôn đầu tư vào những quốc gia nghèo khó và đang phát triển để chiếm lĩnh cái ngành này, bởi vì cái ngành này là cái ngành hái ra tiền nhất. Do đó Âu Châu đã đầu tư vào nhiều bệnh viện ở Trung Quốc đã được xây và hợp tác giữa các công ty quốc doanh của Trung Quốc và các công ty của Âu Châu. Bắt đầu từ đó là nó bùng nổ ra. Rồi tới năm 2001, khi mà Trung Quốc chính thức gia nhập vào WTO, thì lúc đó Trung Quốc lại càng phát triển cái kinh tế mạnh hơn nữa, nhờ họ có cái lợi thế. Thứ nhất là họ có cái thị trường nhân công quá rẻ. Thứ hai, nguồn nguyên liệu cũng quá rẻ. Và thứ ba là một cái chế độ mới mở cửa, tất cả luật lệ còn quá lỏng lẻo. Chính vì vậy, những quốc gia đi tiên phong như là Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, kể cả Anh, đều lao vào đầu tư ở Trung Quốc rất nhiều. Bắt đầu từ sau cái năm 2001. Thì thời điểm đó, Hoa Kỳ vẫn coi Trung Quốc là đối tác. Nhưng mà Hoa Kỳ thì cẩn thận hơn. Hoa Kỳ thì đi chậm hơn, nhưng mà chắc hơn. Thường thường quý vị thấy, đầu tư ở những cái quốc gia mà mới bắt đầu mở cửa đó, Hoa Kỳ ít nhúng tới lắm. Họ đi sau tất cả các quốc gia khác, lúc nào cũng vậy. Vì còn các quốc gia khác thì nhanh chân để chiếm phần hơn. Thì khi mà những quốc gia Âu Châu vào bắt đầu xây dựng nền móng bên đó, thì cũng là lúc họ đã dính đạn với đảng Cộng sản. Bởi vì lúc đó họ nghĩ rằng, ô, giải quyết được mặt trận của Nga, giải quyết được Liên bang Nam Tư rồi, thì trước sau gì cũng giải quyết Trung Quốc theo chiều hướng này thôi. Cái điều họ đánh giá sai ở chỗ là Liên bang Nam Tư hay Liên bang Nga thời điểm đó, họ vẫn là người Âu Châu. Cái suy nghĩ nó vẫn có cái sự thông thoáng hơn so với người Á Châu. Chủ nghĩa Cộng sản ở Á Châu không dễ gì buông bỏ. Nhất là những kẻ nắm quyền lực ở Á Châu thì không dễ gì họ buông bỏ giống như là Âu Châu. Chính vì vậy mà họ không hiểu được cái suy nghĩ của dân Á Châu. Và họ lao vào đầu tư và họ nghĩ rằng dùng cái kinh tế thay đổi cái hiện trạng của Trung Quốc. Nhưng tất cả đều lầm. Sự lao đầu vào đó, họ đã rơi đúng vào cái bẫy của đảng Cộng sản là sử dụng cái nguồn đầu tư của Âu Châu để xây dựng cái thế lực cai trị mỗi lúc một mạnh hơn. Đây là cái quy tắc. Và khi mà họ xây dựng và được xem là cái điểm mà cao nhất của Trung Quốc là cái thời điểm 2010, lúc mà cả thế giới lẫn Hoa Kỳ rơi vào cơn khủng hoảng kinh tế, thì lúc là nền kinh tế Trung Quốc một mình tăng trưởng mạnh nhất thế giới. Và nó lại càng thu hút nhiều cái nguồn đầu tư vào Trung Quốc. Tại vì nó tăng trưởng, đầu tư vào có lợi hơn là một cái quốc gia mà đang bị khủng hoảng. Do đó, trong suốt một thập niên, từ 2001 cho tới 2011, gần như là Âu Châu bị lún rất sâu trong các mối làm ăn và trong các cái hợp tác với Trung Quốc. Mặc dù họ biết họ bị đối xử rất bất công. Có nhiều ngành họ không được đầu tư vào. Có nhiều lĩnh vực họ không được phép đầu tư vào. Và trong lúc mà làm ăn tại Trung Quốc, họ phải chịu đựng rất nhiều những cái luật lệ trói buộc của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Những luật lệ này chủ yếu là không để cho cái mầm mống có cái tư tưởng gọi là lật đổ chế độ xảy ra. Trong đó họ bắt những công ty ở nước ngoài vào Trung Quốc là phải hợp tác với một công ty bản địa thì mới có giấy phép hành nghề. Rồi thứ hai, họ sẽ không được phép đầu tư vào những kỹ nghệ nào mà thuộc lãnh vực quốc doanh của nhà nước Cộng sản Trung Quốc. Đó, tức là họ phải chịu đựng rất nhiều, nhưng mà họ vẫn trục lại được. Ví dụ, ở nước Pháp hay là ở nước Đức, bây giờ là quý vị biết rằng là họ đi theo cái khuynh hướng của một cái trò mỹ dân. Tức là Âu Châu, nếu mà so Âu Châu, Úc Châu, Canada với Hoa Kỳ trong tất cả những cái khu vực này đó, thì Hoa Kỳ là cái nơi có cái chi phí y tế cao nhất. Và người dân mỗi một ngày đều lo lắng cái chi phí y tế. Thì ngược lại những quốc gia đó, kể cả Âu Châu á, là họ miễn phí y tế cho người dân. Mà lấy tiền đâu ra thì miễn phí? Họ lấy tiền từ cái tiền thuế của cái người đi làm. Ai đi làm họ lấy thuế rất cao, 50-60% cái lương của họ, để bù đắp vào những cái chi phí y tế, chi phí nhà cửa, chi phí thực phẩm cho người dân Âu Châu. Bởi vì đa phần những người dân Âu Châu
từ Đức qua Pháp đi làm 6 tháng, nghỉ 6 tháng, hay là họ ở nhà họ hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp hay là trợ cấp xã hội vân vân, họ không đi làm. Và tất cả những cái việc làm đó, các hãng xưởng họ không có đủ người làm. Và cuối cùng cái quyết định của họ là gì? Chạy qua Trung Quốc. Chạy qua Trung Quốc vừa được nhân công rẻ, vừa bớt được nhiều trách nhiệm về mặt pháp lý, lại vừa có đầy đủ lực lượng nhân công để cung ứng cho cái nhu cầu sản xuất của họ để bán qua những quốc gia khác là và xuất cảng ra bên ngoài. Và khi đó xuất cảng ngược lại Âu Châu, họ vẫn lời nhiều hơn. Họ vẫn lời nhiều hơn. Chính vì cái lối này, nhiều công ty Âu Châu đã bắt đầu lún qua bên Trung Quốc. Và khi lún qua bên Trung Quốc rồi, họ lại bị Cộng sản Trung Quốc nắm đầu. Và Cộng sản Trung Quốc đã sử dụng tất cả những công ty và những người cá nhân mà làm tiểu thương ở Trung Quốc mà từ Âu Châu qua đó. Họ sử dụng tất cả cái mạng lưới này khuynh loát ngược trở lại, thao túng ngược trở lại cái nền chính trị của các quốc gia Âu Châu, kể cả Anh Quốc. Tức là họ sử dụng cái lực lượng thương gia hợp tác làm ăn với họ, quay ngược lại quê hương gốc của những người này, mà buộc những người này là phải có những cái lời nói, có những cái đóng góp và có những cái gọi là thuyết phục những chính trị gia ở những quốc gia đó viết những cái luật có lợi cho Bắc Kinh. Và chính vì vậy cái mối liên hệ giữa Âu Châu hay kể cả Anh Quốc là dính sâu đậm với Trung Quốc. Họ bị kiểm soát nặng nề bởi cái hệ thống công ty, các cái công ty ở Âu Châu, và các công ty đó đóng thuế cho Âu Châu rất nặng. Nhưng mà bên cạnh đó họ mở công xưởng ở Trung Quốc, họ xuất cảng ngược lại trong Âu Châu, họ vẫn kiếm lợi được. Hoặc cái công xưởng của họ Âu Châu gần như chỉ là hình thức thôi. Đa phần cái sản xuất chính của họ nằm ở Trung Quốc, như là Đức hay là Pháp. Pháp thì nó lại có thêm cái thị trường lớn của Hoa Kỳ, Pháp và Ý. Bởi vì sao? Cái thị trường của Pháp nó gồm có những cái thị trường về thời trang và cái thị trường về thực phẩm. Thì Ý cũng vậy. Ý là hai cái thị trường này là hai thị trường chính: thời trang và thực phẩm, giày dép và vớ bóp vân vân. Pháp cũng vậy, rồi nước hoa vân vân. Thì cái thị trường thực phẩm họ xuất cảng ngược vào Trung Quốc rất là nhiều. Ví dụ như các bạn tới Thượng Hải, các bạn tới Nam Kinh, các bạn tới Bắc Kinh, các bạn tới, thì các bạn thấy những cái thực phẩm của Pháp như là cheese, rồi bơ, rồi những cái, tức là những cái, nói chung là cái ngành ẩm thực của Pháp họ tiêu thụ rất nhiều ở Trung Quốc. Do đó họ dính chặt với Trung Quốc. Anh cũng vậy. Anh cũng đã dính chặt rất nhiều. Và ngược lại, Anh là một cái đảo sương mù, nó gần như một cái quần đảo. Thì Anh lại khác. Anh thì vì họ muốn đi vào cái hướng khác là kỹ thuật nhiều hơn, thì lúc đó họ lại để cho Trung Quốc thao túng rất nhiều về cung cấp cái những cái nhiên liệu và những cái nguyên liệu giá rẻ cho nước Anh. Thế là tất cả những quốc gia này bị lệ thuộc. Bây giờ sau một khoảng thời gian, 20 năm họ dính chặt với Trung Quốc, kể từ khi mà ông Trump lên, ông bắt đầu thay đổi cục diện. Thì nhiều công ty bị đe dọa rất là nhiều. Và họ tìm cách họ ảnh hưởng tất cả giới chính trị gia của Âu Châu. Và đặc biệt là trong thời gian gần đây, Bắc Kinh lại sử dụng cái mạng lưới ngoại giao của họ. Thứ nhất là nó gọi là cái Warp Warrior, mà ở trên phía Anh họ gọi là cái chính sách ngoại giao uy hiếp. Là cái chính sách ngoại giao mà chiến lan đó, họ uy hiếp tất cả các thương gia, họ uy hiếp tất cả các chính trị gia của tất cả những quốc gia này là phải đáp ứng cái yêu cầu của họ. Còn nếu không họ trừng phạt. Ví dụ như Úc vừa lên tiếng yêu cầu điều tra thôi, là ngay lập tức họ mở cái chiến dịch trừng phạt Úc để dằn mặt những quốc gia khác, là cấm không cho thịt bò của Úc vào thị trường Trung Quốc, rồi tăng thuế lên tới 80%, 80.5% trong các mặt hàng ngũ cốc lúa mạch của Úc nhập cảng vào Trung Quốc. Hành động này Bắc Kinh là muốn dằn mặt tất cả những quốc gia Âu Châu nào mà muốn phát triển và muốn bán hàng vào Trung Quốc hay là muốn sản xuất từ Trung Quốc ra bên ngoài, đều phải nể mặt Trung Quốc. Đây là cái chính sách ngoại giao trong giai đoạn này Bắc Kinh đã áp lực. Và do đó, tại sao mà Bắc Kinh dám tự tin áp đặt cái đạo luật an ninh quốc gia lên lãnh thổ Hồng Kông? Vì Bắc Kinh biết rõ, lên tiếng sẽ là cái tuần lễ đầu. Tất cả các quốc gia đều lên tiếng, nhưng mà sau đó chỉ còn sót lại có một mình Hoa Kỳ là cương quyết đi tiếp tục con đường cứng rắn với Bắc Kinh. Còn lại Liên hiệp Âu Châu hay Anh đều sẽ cúi đầu thỏa hiệp hết.
Bởi vì tất cả những chính trị gia ở Âu Châu, đặc biệt là những chính trị gia nằm trong nghị viện Âu Châu của 27 quốc gia, đều không ít vì nhiều cũng có sự đóng góp tài chính của các thương gia. Mà những thương gia đó là ai? Là những công ty, những tiểu thương, họ làm ăn ở Trung Quốc. Họ quay ngược trở lại, họ bắt đầu thuyết phục, họ bắt đầu gia tăng cái sức ép đối với những chính trị gia bỏ phiếu và gây có lợi cho Trung Quốc, chứ không thể bỏ phiếu gây bất lợi cho Trung Quốc. Đây là cái hình ảnh của các chính trị gia tại Âu Châu. Do đó, bây giờ khi mà Trung Quốc áp đặt đạo luật an ninh quốc gia, thì trong tuần lễ này, nó là cái tuần lễ honeymoon cho người Hồng Kông. Honeymoon tức là toàn bộ thế giới đều lên tiếng. Từ Âu sang Á đều lên tiếng, đặc biệt lo ngại cái vấn đề mà áp đặt cái đạo luật an ninh quốc gia. Nhưng mà qua tuần lễ sau, thì cái hình ảnh này sẽ không còn nữa. Tất cả những quốc gia nào mà bị lậm với Trung Quốc nhiều sẽ bị uy hiếp nhiều và sẽ quay ngược lại và không muốn đưa ra bất cứ một cái hành động cụ thể nào, chỉ nói bằng đầu môi chót lưỡi thôi. Ví dụ như Đức nè, Pháp nè, mặc dù bà chủ tịch Ủy hội Âu Châu là một nhân vật bảo thủ và bà từng là bộ trưởng quốc phòng của Đức, và trước vào tháng 12 năm ngoái bà tuyên bố là sẽ có chính sách cứng rắn với Trung Quốc, nhưng mà một cá nhân bà không làm được gì hết. Một cá nhân bà mà ngay trong nội bộ nước Đức thôi là cái thành phần mà nó phản đối cái chính sách cứng rắn của bà đối với lại Trung Quốc á, là đủ tràn ngập chết bà rồi. Tại vì những thành phần này nó làm ăn ở Trung Quốc rất là nhiều và nó có liên hệ với những công ty mà làm ăn ở Trung Quốc rất là nhiều. Do đó bà có thể cứng rắn, nhưng mà cái sự cứng rắn của bà vẫn phải thỏa hiệp với những chính trị gia khác trong Âu Châu để đưa ra một cái quyết định chung. Và cuối cùng Âu Châu vẫn bị chia rẽ. Tức là những quốc gia như Đức nè, Pháp nè, Ý nè, Tây Ban Nha, bốn quốc gia này là bốn quốc gia có nền kinh tế mạnh nhất Âu Châu, cũng là bốn quốc gia dẫn đầu trong cái việc mà chia rẽ Âu Châu. Rồi chưa kể Hy Lạp. Hy Lạp cũng đã lậm rất là nhiều với Trung Quốc sau khi mà phía Âu Châu ngừng không cho Hy Lạp vay tiền. Cách đây vài năm các bạn còn nhớ nền kinh tế của Hy Lạp đã bị vỡ nợ và lúc đó thì cái lạm phát đã tăng ở tại Hy Lạp. Cuối cùng Trung Quốc bơm tiền vào Hy Lạp và control toàn bộ cái giới chính trị tại Hy Lạp. Thì Liên hiệp Âu Châu là 27 quốc gia. Thì bây giờ họ sẽ bị phân hóa. Trừ những quốc gia mà nạn nhân của Cộng sản, họ hiểu rõ đảng Cộng sản Trung Quốc, như là Cộng hòa Czech, Ba Lan, họ quá hiểu rõ Trung Quốc cho nên họ chấm dứt, họ không có muốn gọi là dính líu với Trung Quốc và họ tỏ thái độ cứng rắn và sẵn sàng hợp tác với Hoa Kỳ. Ngược lại, những quốc gia Âu Châu đã sống quá nhiều năm trong cái sự bảo bọc của Hoa Kỳ về an ninh quốc phòng, họ không còn quan tâm đến vấn đề quốc phòng nữa, họ coi quốc phòng như rác luôn. Để làm gì? Họ chỉ muốn kiếm tiền thôi. Và chính vì vậy, họ càng lúc càng lún sâu với Bắc Kinh. Chính vì cái điều này mà tôi gọi là các quốc gia Âu Châu là đạo đức giả. Cái miệng của họ thì lúc nào cũng là đề cao vấn đề nhân quyền. Nhưng trên thực tế họ chưa bao giờ dám áp đặt một cái điều gì mạnh mẽ, cụ thể đối với những quốc gia đàn áp nhân quyền như Trung Quốc. Họ chỉ có thể áp đặt với một số những quốc gia nhỏ thôi. Ví dụ như là Iran, Bắc Hàn, Cuba hay là Venezuela, thì họ còn gia tăng được áp lực. Nhưng mà đụng tới Trung Quốc là họ ngán ngay. Đây là cái bản chất của Âu Châu. Cái bản chất của Âu Châu tức là gì các bạn? Phù thịnh không phù suy, hay là thượng đội hạ đạp. Đó là bản chất của các chính trị gia tại Âu Châu. Đụng với một kẻ mạnh thì không dám đụng, mà đụng tới những cái quốc gia nhỏ đó thì họ lên tiếng đạo đức dữ lắm. Nào là ác độc quá, diệt chủng, rồi bức hại nhân quyền, rồi vi phạm môi sinh, họ lên đủ ý kiến hết. Nhưng mà đụng tới Trung Quốc họ díp cái miệng họ lại hết. Bây giờ nếu mà nói về hồ sơ đàn áp nhân quyền đứng đầu thế giới là ai? Trung Quốc. Vi phạm môi sinh trầm trọng nhất thế giới là ai? Trung Quốc. Đàn áp tôn giáo mạnh mẽ nhất thế giới là ai? Trung Quốc. Tất cả là Trung Quốc hết. Nhưng mà các quốc gia Âu Châu làm cái gì trong 20 năm qua? Trong 20 năm qua họ làm cái gì để thay đổi cái suy nghĩ và cái cai trị của đảng Cộng sản? Họ có thay đổi được điều gì của đảng Cộng sản hay không? Không có. Rõ ràng không có. Do đó, cái chuyện mà bây giờ họ lên tiếng cho vấn đề của Hồng Kông cũng chỉ là cái phản ứng nhất thời trong một vài ngày đầu, một tuần lễ đầu thôi. Qua tới tuần lễ thứ hai đó là họ siêu siêu ảnh ảnh hết rồi. Tại vì sao? Ngay trong nội bộ của họ đã có những cái gọi là đi đêm với Trung Quốc rồi. Do đó chưa chắc Âu Châu đã làm được cái gì. Riêng cái quốc gia mà chịu trách nhiệm một cách trực tiếp với lại người dân Hồng Kông là Anh Quốc, thì quý vị đã thấy
Ngày hôm nay, ông Boris Johnson cũng chỉ lên nói một câu là chúng tôi sẽ đón tiếp 3 triệu người Hồng Kông đi tị nạn. Nếu mà gà người Mỹ nó what the hell, anh là người chịu trách nhiệm cho sinh mạng của những người dân Hồng Kông, bây giờ anh chỉ có thể là đón tiếp như tiền người tị nạn thôi à? Anh không có một cái giải pháp nào để cho người Hồng Kông vẫn ở lại mảnh đất của họ và giữ lại được cái sự tự do của họ, giữ lại được tất cả những cái giá trị họ đã có, mà bây giờ anh chỉ mở đường cho họ chạy thôi à? Mà hôm nay là, mà không phải chỉ một mình Boris Johnson. Boris Johnson là thủ tướng, chúng ta quy trách nhiệm cho ổng. Nhưng mà sao, nữ hoàng Anh thì sao? Rồi nghị viện Anh Quốc thì sao? Tại sao lại không có những cái gì mà đưa ra một cái quyết định rõ nét? Thì quý vị thấy, cả một cái nước Anh đã suy yếu so với Trung Quốc. Rất suy yếu. Điều này chúng ta thấy rõ ràng. Do đó, đừng có hy vọng trong tuần lễ này, hàng ngàn người ngày hôm nay, hàng ngàn người, tôi nhìn trong hình ảnh tôi thấy cả 10.000 người, trên 10.000 người đã xuống đường biểu tình ở Hồng Kông bất chấp sự đe dọa sinh mạng của họ. Rồi chúng ta nhìn thấy trên mặt báo chí là Anh lên tiếng, Úc lên tiếng, Liên hiệp Âu Châu lên tiếng, Hoa Kỳ lên tiếng, Nhật Bản lên tiếng, Đài Loan lên tiếng, Cộng hòa Czech lên tiếng. Nhưng mà trong tuần này, qua tuần sau họ còn lên tiếng nữa hay không? Hay qua tuần sau là họ cúi đầu thỏa hiệp hết? Thỏa hiệp với Bắc Kinh hết. Nếu như Hoa Kỳ không có một cái tác động mạnh, bây giờ chủ lực là Hoa Kỳ. Nếu Hoa Kỳ tác động mạnh và áp đặt những chính sách cứng rắn, thậm chí cứng rắn luôn cả với những công ty của Âu Châu, thì mới thúc đẩy các chính phủ Âu Châu thay đổi quan điểm. Còn nếu như chỉ một mình Hoa Kỳ đơn thân và chỉ nhắm vào viên chức của Cộng sản Trung Quốc và Hồng Kông thôi, tôi nói với quý vị sẽ không có hiệu quả gì hết trong cái việc mà buộc Trung Quốc rút lại cái luật này. Trừ phi là Hoa Kỳ phải áp lực luôn cả Liên hiệp Âu Châu và cả Anh. Nếu mà các anh tiếp tục mà không có một cái biện pháp, tôi sẽ ngưng tất cả những công ty nào mà làm ăn với Trung Quốc, làm ăn với Hồng Kông, tôi sẽ chặt hết. Đi tới mức đó thì quả chăng cái sức mạnh của Hoa Kỳ áp lực trở lại và áp đảo trở lại, thì các quốc gia này phải suy nghĩ tới cái thị trường lớn của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ là thị trường lớn nhất thế giới, là thị trường tiêu thụ lớn nhất của họ. Hoa Kỳ dùng cái thị trường tiêu thụ của họ áp lực những cái quốc gia này thì quả chăng có thay đổi kết quả. Còn nếu không, cái đám Liên hiệp Âu Châu này cuối cùng các bạn sẽ thấy một cái gì? Một sự chia rẽ trầm trọng, không đưa ra quyết định gì hết. Còn Anh Quốc coi như vứt đi, Anh Quốc coi như là dục đi rồi. Cái tư thế của Anh Quốc bây giờ quá suy yếu. Họ tách ra khỏi Liên hiệp Âu Châu, họ có cái quyền độc lập riêng rồi. Tưởng là họ sẽ mạnh mẽ hơn và họ đưa ra những cái chính sách gọi là cứng rắn để chấn chỉnh lại cái trật tự trên toàn cầu. Bây giờ chính họ tách ra rồi, họ còn yếu hơn khi họ còn trong Liên hiệp Âu Châu nữa. Đây là một cái rất là rõ ràng để cho nhiều người nhìn hình ảnh ngày hôm qua, hôm nay cộng đồng quốc tế lên tiếng là Trung Quốc sẽ sợ. Không có đâu. Trung Quốc đánh giá hết. Bắc Kinh biết trước hết là ô, tụi nó lên tiếng tuần lễ sau là xẹp. Xong. Mình dứt khoát chỉ đối phó với người Hoa Kỳ thôi. Đó là cái mà cho mọi người nhìn thấy rõ cái hình ảnh của Liên hiệp Âu Châu và Anh. Cái tư thế của họ khi đối diện với Trung Quốc nó suy yếu như thế nào. Và nó bị phân hóa như thế nào. Do đó đừng đặt quá nhiều hy vọng, nhất là những người nào mà có cái máu tranh đấu về xã hội, về cái quyền con người, về cái nền tự do, thì quý vị đừng bao giờ đặt hy vọng vào cái Liên hiệp Âu Châu hay Anh cả. Tại vì họ là những kẻ thỏa hiệp với kẻ ác và sẵn sàng đạp qua đầu quý vị khi cần thiết. Và họ chỉ là những thành phần đạo đức giả thôi. Đó là cái mà tôi phân tích cho mọi người thấy rõ sự suy yếu của Âu Châu và của Anh Quốc đối với Trung Quốc trong giai đoạn này. Và cuối cùng, chỉ có một mình Hoa Kỳ dưới cái thời Tổng thống Trump là có cái cương mãnh và cái mạnh mẽ để đối phó với Trung Quốc. Ok các bạn, đó là cái đề tài thứ nhất ngày hôm nay. Một lát nữa Phong sẽ trở lại với cái đề tài thứ hai. Và trong đề tài thứ hai, giữa lúc mà Âu Châu đang có những cái suy yếu với lại Trung Quốc, thì Hoa Kỳ đã áp đặt như thế nào đối với Trung Quốc trong việc mà đối phó với Trung Quốc trong cái việc sắp lại trật tự trên toàn cầu. Thì đó sẽ là cái đề tài thứ hai. Mong các bạn đừng rời khỏi làn sóng phát hình và phát thanh của Phong. Phong trở lại trong vòng 3 phút.